là của Phó Giáo sư Trần Thống, giảng viên kiêm nhiệm của Trường Đại học Y Dược Huế, sẽ báo cáo về series bản nội tại về hệ thần kinh tự động. Xin trường đạo kính mời. Xin kính chào quý đại biểu. Tôi xin báo cáo về CRT bán nội tại và hệ thần kinh tự động. Đây là một chương trình nghiên cứu với một số các bệnh viện ở Việt Nam. Thì đây là disclosure của tôi. Chỉ định là bệnh nhân suy tim với block nhánh trái với dẫn truyền nhĩ thất phải tốt. Tôi muốn bắt đầu bằng bàn về hệ thần kinh tự động và huyết động. Thì chúng ta biết là hệ thần kinh tự động tác động vào huyết động dùng các dữ liệu từ các áp thu quang baroreceptor để điều chỉnh chronotropy, dromotropy và inotropy qua các hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm và trong một vòng vào lại khép kín để đáp nhu cầu của cơ thể. Thì bệnh nhân với block nhánh trái với dẫn truyền nhĩ thất phải tốt thì trong khi chronotropy và inotropy vẫn hoạt động bình thường, dromotropy bây giờ giới hạn ở thất phải. Do sóng khứ cực ở thất trái là truyền từ các cơ ở thất phải qua, khứ cực thất trái lúc nào cũng trễ so với thất trái thất phải, đưa đến sự bất đồng bộ, đưa đến suy tim. Thì thông thường kinh điển thì nghĩa là điều trị suy tim là bằng tạo nhịp bài vi, chúng ta sẽ phát hai xung ở hai thất phải và trái. Vì các xung được phát sớm để đạt mức bài vi trên 95%, dromotropy bất lực vì nghĩa là dẫn truyền chưa có dịp xuống dưới thất thì đã bị các xung đầy nghĩa là ức chế. Thì là CRT bán nội tại thì chúng ta dùng máy tạo nhịp 3 buồng hay máy pha rung 3 buồng và chúng tôi dùng điện cực thất trái ở bên ngoài thất trái. Thì xung thất trái sẽ được phát sớm hơn sóng khứ cực ở thất phải 15-20 ms. Dùng khứ cực nội tại tại vì thất phải. Thì chúng ta biết từ nghiên cứu với Adaptive CRT là khi dùng sóng nội tại ở AV thì sẽ giảm rung nhĩ. Thì đây là trường hợp chúng ta có trong với CRT bán nội tại, sẽ do đó chúng tôi nghĩ là sẽ giảm rung nhĩ. Đây là ladder diagram của CRT bán nội tại. Thì chúng ta thấy bây giờ là hệ thần kinh tự động có thể điều chỉnh thời gian nhĩ thấp phải để đáp ứng nhu cầu huyết động. Thì nghĩa là khi mà thời gian này giảm thì sẽ tăng đồng bộ, tăng huyết động. Khi thời gian này tăng thì sẽ giảm huyết động, giảm đồng bộ. Thì cái này cũng giống như trong bệnh nhân khỏe, nhưng cái công thức nó thay đổi nên cần thời gian tập luyện. Dromotropy trong trường hợp này chỉ hoạt động ở thất phải và điều chỉnh mức bất đồng bộ và hệ thần kinh tự động sẽ tối ưu hóa huyết động như trị với bệnh nhân khỏe. Chúng ta phải hiểu là cái tạo nhịp thất trái cố định này nói chung là điều trị triệu chứng của block nhánh trái. Triệu chứng thì là sóng khứ cực thất trái luôn luôn trễ, giờ nó không còn luôn luôn trễ, khi sớm khi trễ, nhưng mà nó cái vấn đề là vấn đề điều chỉnh. Tôi kế tiếp xuống bài phải tái tạo hệ thần kinh tự động. Chúng tôi có cái bệnh nhân CRTD này, đây là máy pha rung, được theo dõi từ xa, ngay từ đầu với home monitoring. Thì một tuần sau khi cấy máy, toa thuốc của bệnh nhân được thay đổi. Với toa thuốc mới có tác dụng phụ là nhịp chậm, cần tạm nhịp nhĩ. Thì trước khi cấy máy, bệnh nhân này không có nhịp chậm. Như vậy là hầu như bệnh nhân này mới bắt đầu được điều trị trở lại. Thì các kết quả của chương trình home monitoring được tóm tắt ở đây, mỗi cái cột đây là một đoạn điện tim được nhận và từ cái đoạn điện tim chúng tôi đo ra cái median là điểm trung và standard deviation. Thì chúng ta thấy sao đoạn điện tim số 25 ở đây là 100 ngày có thay đổi rõ rệt trong cái đoạn điện tim được máy ghi gửi định kỳ qua home monitoring. Đây là bằng chứng là có hiện tượng tái tạo và cái này không phải chỉ đầu thôi mà ngay cả trong trường hợp này, nghĩa là khi mà kéo dài ra đến đây là 51, đã đo được 51 đoạn điện tim. Trong các máy CRTP của Biotronic thì mỗi đêm vào 1 giờ sáng sẽ đo thời gian Asense Avisense trong 35 chu kỳ với khoảng thời gian tạo nhịp là 300 millisecond. Thì với 300 millisecond này chúng ta có đủ thời gian để các sóng nội tại Avisense và Avisense xuất hiện, thành thử ra thật sự sẽ không có tạo nhịp. Thì số liệu được tóm tắt trong cái histogram đây trên hình này, thì đây là quan trọng là Asense Avisense histogram. Và trong trường hợp này là đã thống kê trong vòng 533 ngày giữa hai kiểm tra. Cái điều bất thường là cái độ rộng của cái histogram này chỉ có 20 millisecond. Chúng tôi kêu cái mô hình này là ANS lock pattern, là dấu hiệu hệ thần kinh tự động đã trở lại điều chỉnh dẫn truyền. Thì nếu chúng ta nhìn cái histogram này trước khi chuyển qua CRT bán nội tại thì chúng ta có cái hình này.
thì chúng ta thấy là các đoạn thời gian Ascent Avicent được rải cho tới khoảng 180 millisecond. Và nếu chúng ta xem cái đoạn cái Ascent Avicent histogram này từ ngày chuyển qua CRT bán nội tại cho đến 12 ngày sau đó, thì chúng ta thấy đã bắt đầu đã có cái ANS log pattern và nó sẽ tiếp tục. Và cái này là cái histogram cuối cùng chúng tôi ghi được là trong 533 ngày giữa hai cái kiểm tra. Cái tiêu chuẩn chúng tôi dùng là cái độ rộng 20 millisecond này cần phải gom khoảng trên 70% các khoảng thời gian. Tại sao chúng tôi kêu là ANS log pattern này là dấu hiệu thời thần kinh rộng đã trở lại điều chỉnh dẫn truyền? Thật là chính xác là tromotropy đã trở lại điều chỉnh dẫn truyền. Lý do là tại vì vào lúc 1 giờ sáng bệnh nhân ngủ, thời kỳ hệ phó giao cảm thịnh và hầu như hệ giao cảm không hoạt động. Nhu cầu huyết động thấp, bệnh nhân ngủ mà. Nên hệ phó giao cảm sẽ điều chỉnh thời gian Ascent Avicent dài ra để giảm đồng bộ, giảm huyết động vừa đủ. Vì xung thấp trái cố định nên hệ thần kinh tự động có điểm mốc để điều chỉnh thay đổi ngẫu nhiên của Ascent Avicent. Do dịch COVID, chúng tôi không thể kiểm tra bệnh nhân thường xuyên được. Nhưng mà các bệnh nhân đã được theo dõi từ xa qua hệ thống home monitoring của Biotronic, nên chúng tôi nhận được các đoạn điện tim định kỳ 3 kênh AE, AV, LV như trong hình bên dưới. Thì từ cái điện tim này, chúng tôi đo được khoảng thời gian Ascent Avicent và chúng tôi dùng cửa sổ trượt 10 đoạn điện tim. Là chúng ta lấy 10 đoạn điện tim xong rồi, nghĩa là khi mỗi lần có đoạn điện tim mới thì chúng ta lấy cái 10 cái cuối cùng, thì tính cái histogram rồi tính độ rộng 70% các khoảng. Thì lý do cái 70% này là tại vì nếu chúng ta có cái thống kê Gauss thì nghĩa là cộng trừ một sigma là 68%, thành thử chúng tôi dùng 70%, thì chúng kêu cái này là ANS log window. Thì đây là bệnh nhân trước đây đã bàn về ANS log pattern, trong trường hợp này là 265 ngày theo dõi và cách một tháng, mỗi đoạn này là một tháng. Thì chúng ta thấy nghĩa là cái độ rộng nó khoảng 16 millisecond. Hình dưới là bệnh nhân khác 425 ngày cách một tuần. Thì chúng ta thấy cái độ rộng này nó dưới 20 millisecond và nói chung nó khoảng 16 millisecond hay là thấp hơn. Thì sự khác biệt giữa cái ANS log window và cái ANS log pattern này là trong cái window này chúng tôi dùng 10 đoạn điện tim dài 12 second. Trong lúc cái log pattern này là được tính từ nhiều đêm kế tiếp, có thể 200-300 đêm kế tiếp và dùng 35 chu kỳ, thành thử ra nó dài hơn. Thành thử ra vì vậy mà trong cái window này nó sẽ có nhiều thay đổi hơn là với cái pattern. Kế tiếp tôi muốn bàn về Avicent Striker là một chức năng trong các máy CRT Biotronic sẽ khởi kích thất trái khi nhận cảm ở thất phải và sẽ ức chế xung ở thất phải. Thông thường thì chúng ta có cái xung ở thất trái đây và sau một thời gian chúng ta sẽ có cái nhận cảm ở thất phải. Khi bệnh nhân vận động thì hệ thần kinh tự động sẽ rút ngắn sẽ kéo cái Avicent này qua phía bên trái và sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi mà Avicent này đến cùng thời gian với cái LV pace. Thì từ đó trở đi chúng ta có chức năng Avicent Trigger sẽ khởi kích xung thất trái khi có nhận cảm ở thất phải. Đây là cái hình của hai điện tâm đồ, hai đoạn điện tim. Một cái là Avicent, cái A-Pace, thì chúng ta thấy có Avicent đây và ngay sau đó có LV Pace. Thì khi nhu cầu huyết động tăng, hệ thần kinh tự động sẽ rút ngắn thời gian nhĩ thất phải lại để tăng đồng bộ cho đến khi có Avicent Trigger. Rồi với Avicent Trigger thì nghĩa là cái LV pace này không còn cố định nữa. Nếu do vận động, một khi có Avicent Trigger thì trong thời gian vận động sẽ tiếp tục có Avicent Trigger giúp giữ mức đồng bộ hai thất như trong trường hợp bệnh nhân khỏe. Khi thời gian nhĩ thất phải rút ngắn sẽ có thêm đóng góp của nhĩ như bệnh nhân khỏe. Đây là chúng ta thấy là LV pace bây giờ không còn cố định mà sẽ theo Avicent. Làm sao chúng ta biết có Avicent Trigger trong máy? Thì chúng ta có nhìn các thống kê của máy thì có cái nhịp đây. Thống kê nhịp là 24 tiếng đồng hồ cộng thêm buổi sáng. Và cùng lúc đó thì chúng ta có cái phần trăm tạo nhịp ở nhĩ và thất. Thì chúng ta thấy chúng ta thật ra cái Avicent Trigger này, phần trăm Avicent là đo từ trên này xuống. Thành thứ đây là 0%, đây là 100%. Thì chúng ta thấy mà khi có Avicent Trigger nhiều thì lúc đó là cùng lúc đó là bệnh nhân có nhịp cao do vận động. Kế đến tôi muốn đòi bàn về tối ưu hóa CRT. Khi kiểm tra máy, chúng tôi có làm sensing test và có làm LV threshold test
thì có ghi là điện tâm đồ. Điện tâm đồ là đi 1, đi 2, đi 3. Thì cái dạng sóng điện tâm đồ lúc đầu trong cái khoảng này này đây là do sóng dẫn truyền ở thấp phải cái nội tại, trong trường hợp này dùng làm sensing test, hay là do cái xung thấp trái trong trường hợp làm LV threshold test. Chúng ta chỉ quan tâm cái đoạn đầu thôi, cái đoạn sau chúng tôi không quan tâm. Thì điểm cao peak của dương hay là âm ở điện tâm đồ được dùng làm điểm chính của hai khử cực AV nội tại và xung thấp trái. Vì ở điểm này thì đa số cơ trong buồng tim khử cực, vì vậy mà cái sóng nó cao. Nếu hai điểm chính AV và LV PS chồng lên nhau là chúng ta đạt đồng bộ. Thì chúng tôi muốn bàn một chút về cái vấn đề tối ưu. Khi bắt đầu từ bên phải, nhớ là khi chúng ta bắt đầu thì nghĩa là hai có sự bất đồng bộ. Thì nghĩa là để khi bệnh nhân vận động thì nó sẽ rút qua bên trái. Thì nghĩa là khi bắt đầu từ bên phải, điểm đồng bộ sẽ không qua được bên trái khi vận động, vì điểm đồng bộ là tối ưu. Nhớ là các áp thủ quan, với các áp thủ quan hệ thần kinh đồng biết khi huyết động giảm và sẽ tránh vùng bên trái khi vận động, tránh giảm huyết động. Lúc nào dẫn truyền cũng có chút dao động nhỏ ngẫu nhiên, do đó mặc dù chúng tôi nói một điểm nhưng thật sự là một cái vùng nhỏ. Thì trở lại cái đồng bộ, thì khi chúng ta đạt đồng bộ thì có hai trường hợp. Một là AV sense tới sau LV pace, hoặc là AV sense tới trước LV pace. Thì trong trường hợp này thì sẽ không có AV sense trigger, tại vì khi đã đạt đồng bộ này thì chúng ta nói hệ thần kinh tự động sẽ không rút cái AV sense quá cái điểm này. Và trong trường hợp này thì có AV sense trigger, thì thật ra cái AV sense trigger nó sẽ ngừng ở cái chỗ LV pace này, tại vì có AV sense trigger, và từ đó trở đi nó cái AV sense LV pace sẽ đi chung với nhau, thành thử sẽ có một chút bất đồng bộ. Thì giữa hai cái trường hợp này chúng ta muốn cái gì? Chúng ta muốn đạt được AV sense trigger tốt hơn, vì như vậy sẽ không có LV pace ổn định, vì chưa đạt đồng bộ thời gian AV sẽ có tiếp tục được ngắn rút ngắn, tăng đồng bộ đóng góp của nhĩ. Thì lập trình làm sao chúng ta lập trình máy, thì chúng ta đo cái thời gian tối ưu đây, và chúng ta dùng cái thời gian nhĩ thấp trái, nghĩa là rút ngắn lại 15-20 millisecond. Lý do để khi vận động hệ thần kinh tự động có thể rút ngắn thời gian nhĩ thấp phải lại một chút. Khi kiểm tra các bệnh nhân có AV sense trigger thì phát hiện lý do là thời gian từ AV sense đến điểm cao quá nhỏ, kiểm tra của QRS. Thì trong trường hợp này có AV sense trigger, chúng ta thấy là AV sense xảy ra sớm trong chu kỳ QRS. Còn trong trường hợp không có AV sense trigger này thì cái là AV sense nó xảy ra trễ trong chu kỳ QRS. Trường hợp các bệnh nhân CRTP không đạt AV sense trigger thì điện cực AV có cũng như không, từ đó có đề nghị dùng máy hai buồng với điện cực thấp phải và ở nhĩ phải và thất trái. Thì với bệnh nhân đầu tiên, máy hai buồng này đã mang máy được trên 600 ngày, và bệnh nhân đã cải thiện từ Niha 3 lên Niha 1 chỉ trong vòng 3 tháng, và tỷ lệ tổng máu đã cải thiện từ dưới 35-44% ngay từ ở ngày 39. Thì chúng tôi muốn bàn chút về tỷ lệ tổng máu với chương trình CRT này. Thì khi bệnh nhân ngồi nghỉ để kiểm tra máy sẽ có chút bất đồng bộ giữa hai thất, sẽ được bù bởi inotropy. Khi nằm để kiểm tra siêu âm thì huyết động sẽ giảm và siêu đốc bộ đồng bộ sẽ tăng, do đó cái tỷ lệ tổng máu đo không phản ánh tỷ lệ tổng máu khi bệnh nhân vận động. Muốn đo tỷ lệ tổng máu phản ánh chức năng vận động của bệnh nhân thì cần chỉnh lại tạm thời gian nghỉ thất để đạt đồng bộ trước khi siêu âm. Tóm lại thì CRT đây là một cách phương cách có nhiều ưu điểm so với BIV. Máy sẽ có thời gian hoạt động dài, huyết động tốt, dễ điều chỉnh, chỉ có một thông số thôi. Có thể áp dụng cho các máy CRT đang trong cơ thể bệnh nhân, nhưng mà cần có nhận cảm ở thất trái để bị an toàn, và có thể trở lại BIV vào bất cứ lúc nào để an tâm bệnh nhân. Thì với các bệnh nhân với tình trạng kinh tế khó khăn, máy hai buồng là một phương hướng điều trị CRT không thua điều trị BIV. Thời gian hoạt động dự tính tốt. Đây là dùng cái máy cơ bản đây, trên 12 năm, và sẽ giúp bệnh nhân trở lại cuộc sống có đóng góp cho xã hội. Thì kết luận đây là nghiên cứu sau 6 năm, nhưng vì số bệnh nhân nhỏ nên được xem là một exploratory study. Sự hiểu biết sâu thật ra chỉ mới đạt được trong tháng qua. Và bài học chính trong nghiên cứu này là tối ưu không nhất thiết là đồng bộ. Và chúng ta đừng có bao giờ quên là trong trường hợp này có hệ thần kinh tự động sẽ can thiệp để tối ưu điều trị. Cảm ơn quan tâm theo dõi của các đồng nghiệp. Trương Thông đã có một báo cáo rất là hấp dẫn. Phải nói rằng đây là một cái phải là một chứng nhận sáng tạo mà trong thời gian cọ sát, thời gian rất lâu vừa qua. Thì như vậy, Phó sư Trương Thông đã thực hiện
qua vấn đề sử dụng cái máy tạo nhịp của Bartronic cũng như là cái phần mềm chúng ta có thể theo dõi daily monitoring. Mặc dù trong cái điều kiện ngăn cách, học sư tổng ở tại Chicago, ở tại Oregon, xin lỗi, ở tại Oregon, nhưng bệnh nhân thì tại Việt Nam, nhưng một vùng có thể theo dõi đánh giá trong một thời gian rất lâu. Điều đáng tiếc là cái số bệnh nhân chúng ta còn hạn chế. Chúng ta thấy cũng nhất một trong những cái điểm quan trọng nhất của cái đề tài đó là làm thế nào chúng ta phát huy được cái nội tài của bệnh nhân. Thì trong cái đúng như cái tên đề tài là Serenity bản nội tài, và trong như cái phần kết luận đã nêu đó là làm chúng ta huy động cái hệ thần kinh tự động của bệnh nhân, hệ thần kinh tự động bệnh nhân được khôi phục. Thì như vậy chúng ta sẽ phải nói rằng cái vai trò của máy tạo nhịp càng được phát huy tốt hơn. Không nhất thiết chúng ta phải là đồng bộ, mà chúng ta tối ưu thôi, chúng ta sử dụng tất cả các cái phương tiện có được có thể tiết kiệm được rất là nhiều mặt, và đặc biệt quan trọng nhất là cải thiện được cái chức năng EF bọt của bệnh nhân. Xin chân thành cảm ơn. Thì việc các quý đồng nghiệp tạo nhịp tim có thắc mắc, có hỏi gì thêm không? Phan Nam Hùng có ý kiến gì không? Tạo nhịp sau đây có thể tiến hành được không? Quý đồng nghiệp có tạo nhịp, nếu có những cái câu hỏi nào, phải nói đây là một cái kỹ thuật rất đặc biệt, và chúng ta sẽ sử dụng các cái phần mềm ở trong Bartronic để chúng ta áp dụng và đánh giá. Kỹ thuật thì nhìn chung thì cũng giống như các phương pháp khác mà chúng ta đã tiến hành. Những điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ điều chỉnh làm thế nào để khoảng dần truyền thích hợp, và chúng ta áp dụng để kích thích cái hệ thần kinh tự động của tim cho tốt, và như vậy chúng ta sẽ cải thiện cái sự đáp ứng suy tim của bệnh nhân rất nhiều. Cảm ơn giáo sư Minh và thầy Minh với là giáo sư Trần Thấm. Thì cái khóa đề tài vừa rồi em thấy rất là hay và rất là sáng tạo. Thì hy vọng là trong thời gian đến á, nếu mà chúng ta nhân rộng cái số lượng bệnh nhân lên, nếu mà được ở Bình Định hay là một số nơi khác, thì nếu mà tạo tại đồng bộ mà hai bu tim thì rất là lợi cho bệnh nhân, và nếu được sự giám sát từ xa. Đặc biệt thì giáo sư Trâm Thống rất là hay là đã quan sát và theo dõi bệnh nhân mà từ ở Mỹ, ở Oregon, ở tại Huế mà thể theo dõi được, em đều rất là tốt, và đề tài này rất là sáng tạo. Thì em nghĩ nếu được thì nên nhân rộng ra cái số lượng bệnh nhân lên. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn bác sĩ Phan Nam Hùng. Thì tôi cũng xin nhắc lại là thật ra nó có hai phần. Một cái phần là dùng máy tạo nhịp ba buồng như hiện nay, nhưng mà chúng tôi điều chỉnh lại máy. Còn cái phần thứ hai á, là dùng cái máy tạo nhịp hai buồng thôi. Thì tôi nghĩ đối với Việt Nam trong tình trạng kinh tế, nhất là ở các tỉnh, nhiều khi bệnh nhân không có đủ tiền để mua một cái máy ba buồng. Thành thử ra cái máy hai buồng tôi nghĩ là cái tương lai ở Việt Nam sẽ giúp rất nhiều bệnh nhân trở lại cuộc sống bình thường. Chúng ta đừng quên là các bệnh nhân suy tim nặng này thật ra có vấn đề là họ hầu như là nằm liệt giường, không có đóng góp được cho xã hội. Trong lúc nếu mà chúng ta dùng được cái máy hai buồng, và với bảo hiểm xã hội, nếu bảo hiểm xã hội chi trả bằng cái máy hai buồng bình thường, thì cái tiền mà bệnh nhân phải đóng góp thêm nó không bao nhiêu. Thành thử ra hy vọng là sẽ được phổ biến hơn và sẽ giúp các bệnh nhân ở tỉnh, nghĩa là tương đối không có phương tiện tài chính để dồi dào, có thể nghĩa là trở lại cuộc sống bình thường như này. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn những lời phải nói rất là tâm huyết của Phó sư tiến sĩ Trần Thống. Phó sư tiến sĩ Trần Thống đồng thời cũng là giảng viên kiêm nhiệm. Vì vậy hầu hết tất cả các cái báo cáo ở nước ngoài đã tham gia về luận nghiệp, giáo sư Trần Thống đều ghi là giảng viên kiêm nhiệm của trường học Y Dược Huế. Chúng tôi xin ghi nhận cái